Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh của mình Bộ Audio. Clip ngày hôm nay thì em đang test một bộ karaoke gồm có những thiết bị một đẩy DK Daikin MPV900, một vang số audio plan và một cặp loa JD mã PR12+. Hiện tại mẫu loa JD là bên em chỉ còn có mấy cặp nữa thôi các bác nhé. Với cái mức giá là 11.600.000 giá bán tại cửa hàng. Cái giá em báo cho các bác là giá rẻ nhất toàn quốc. Các bác có thể so sánh giá cả trên thị trường, có rất là nhiều đơn vị bán vào cái thời điểm gần Tết như này. Mặc dù tất cả những mặt hàng lên và cước cũng lên, trong khi đấy người ta bán giá cao lên thì em lại bán giá thấp xuống. Trước khi các bác mua hàng thì các bác nên so sánh cái mức giá trên thị trường, xem rằng ở những cái nơi người ta bán cũng cái loa như thế, cũng con đẩy như thế, cũng như con vang như thế, hay tất cả những thiết bị âm thanh, các bác phải tìm hiểu, phải so sánh trước đấy, xem là cái nơi bán người ta có bán uy tín hay không, và cái mức giá người ta đã đưa ra là cái mức giá thấp nhất chưa. Tất cả những mặt hàng bên em bán trước khi bán thì đều có cái giá công khai để cho các bác so sánh trên thị trường, cho các bác lựa chọn cái mức giá tốt nhất, sản phẩm tốt nhất. Giá bên em bán là không bao ship nha các bác nhé, tùy những mặt hàng em có thể bao ship. Thế nên khi các bác mua hàng thì các bác nên cân nhắc, tìm hiểu cho kỹ. Đấy. Hiện tại cái mẫu loa này thì ở trên thị trường với thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì giá người ta bán thấp nhất là 13 triệu một đôi, chứ không phải là 11.600.000 đâu các bác ạ. Em bán cái giá như này các bác đã tiết kiệm được hơn 1 triệu rồi. Các bác so sánh đi, các bác cứ tìm hiểu đi. Mình có nhiều lựa chọn, có nhiều nơi để so sánh. Mẫu loa này thì có rất nhiều chỗ bán, không chỉ riêng mình em. Thế nên khi em đã đưa cái giá gọi là rẻ nhất rồi thì các bác mua hàng thì đừng mặc cả em làm gì, mặc cả em không bán nhá. Còn loa em bán bao zin, bao xịn. Đấy. Chưa qua sửa chữa, cam kết giá rẻ nhất toàn quốc. Hiện tại bên em hôm nay mới có về được thêm mấy con vang EIM. Dòng vang EIM này thì ngày trước em cũng có bán cho các bác rồi. Đây là vang số nha mọi người nhá. Dòng này nó như dòng X6. Ruột gan thì nó là tương đương với những cái dòng như là dòng X nhân 12 và đất. Duy nhất có một điều là là nó không có cổng quang. Đấy. Nó không có cổng quang. Nhưng mà con này hay cái là nó lại có cái đường đây, tăng giảm bát trung check của mic ở đằng sau, và có lỗ cắm mic ở đằng sau. Đấy, rất là hay. Đây là mặt đằng sau của nó nhé, cáp kết nối SRS232, kết nối phần mềm. Nó sử dụng phần mềm của X6. Đấy, đường in 1-in-2 và 6 đường out. Còn cái mặt đằng trước thì dòng này nó khá là tiện dụng cho những bác mà những người đi làm sâu muốn chỉnh tay. Con này chỉnh tay full hết nhá, thì có thể mình mu te luôn ở trên đây, ở những cái kênh đường ra như thế này. Đấy. Các bác có thể điều chỉnh kênh nào các bác điều chỉnh mute hay là chỉnh riêng biệt từng kênh, từng cổng một. Hiện tại cái mẫu vang này em đang bán mức giá là 2.300.000 các bác nhá. 2.300.000. Đấy. Trước khi bán đi cho các bác thì em cũng đều có setup cả đặt sẵn thôi. Nên các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Có nhiều cái cấu hình, cũng như là khi các bác muốn lựa chọn mà mình muốn sử dụng làm eco effect gì vào rồi qua bàn mixer thì bên em có thể hỗ trợ cho các bác về cái setup. Về anh em chỉ được cắm là chơi thôi. Ở clip này thì em xin được ngắn gọn tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và gặp lại ạ.